Welcome to my Space Kids with Baby. Do you good? I'm good. Hôm nay mình sẽ làm một cái món gì ta? Hồi nãy mình đã làm một cái món phô mai xào chung với lại bắp. Bình thường các bạn chỉ nghe phô mai xào chung với bơ đúng không các bạn? Giờ mình chơi phô mai xào với bắp. Giờ mình sẽ thử vị. Con xào phô mai tùm lum. Ăn thử nha các bạn. Đây. Đã chưa các bạn? Ngon. Cái này nó mặn như vị cô bắp. Còn nó kiểu nông mặn rồi gì á, mình không biết luôn. Nói chung là ngon. Vậy thôi. Rồi, mình sẽ cho cái này người ăn cảnh. Đã không? Nhìn nó trắng kỳ cục quá ha các bạn. Nhưng mà không sao. Các bạn không biết nó ngon cỡ nào đâu. Ăn. Ăn là không muốn ngừng. Thêm miếng thôi nha các bạn. Trời ơi, ngon. Cái này có một ít vị của phô mai mềm với lại vị bắp nữa. Một ít mặn, không biết do từ lý do nào. Rồi có một ít hành trăm bay. Và nguyên liệu làm này dễ lắm các bạn. Bắp này bỏ phô mai, sao là cần phô mai. Hành một nêm. Những cái nguyên liệu rất là dễ. Nhưng mà đã làm được một cái món ngon. Hôm nay mai hình như nó bám lên tất cả luôn nè. Ăn này các bạn không có dừng lại được luôn á. Chắc bữa nào mình làm loại cái clip nấu ăn này quá. Mình chưa quay quên. Nếu các bạn muốn biết cái chỗ mình đang ngồi ăn là chỗ nào thì ra đây là cái chỗ mình ngồi học. Ngon mà ăn làm bài nha. Ngon làm bài. Nguyên liệu thì mình đã nói, còn các bước nấu thì chan như bơ xào hoặc bơ xào với bắp. Thì đầu tiên các bạn sẽ bỏ vô nồi với mình luộc. Luộc cho nó mềm, mình thử đi các bạn. Mềm á. Mềm xong rồi các bạn bắt đầu lấy ra. Đỡ vô một cái dĩa gì đó cho bật chảo lên trời, chảo nó khô đi. Cái rồi các bạn bắt đầu bỏ xào vô. Bỏ bắp vô nè, bỏ phô mai. Rồi bắt đầu bỏ thêm một ít bột nêm với bỏ một ít cạnh hành. Đây là hành cắm. Hôm nay mình chỉ quay cái video ngắn, cái clip này. Rồi thì bye bye, các bạn nhớ like, share cho kênh mình nha. Nhớ đừng quên nhấn cái chuông và bình luận những điều không hiểu nha.